Xin chào quý anh chị đã đến với kênh chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn có một buổi nghe truyện thật hay và vui vẻ. Nhớ like và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình với nhé. Cảm ơn mọi người. Trong vòng nửa tháng kế tiếp, thế cục của hành tỉnh Tây Bộ có thể nói êm đềm không có chút gì gần sống mạnh hổ và tư đồ duệ cũng không cần phải dây dưa mất công vô ích với nhau làm gì nữa bởi vì hai người đều hiểu rất rõ ưu điểm và khuyết điểm của cả hai bên tư đồ duệ không có cách nào ngăn được quân của đế quốc quang huy co cùng lại phòng thủ mạnh hổ cũng không có cách ngăn cản đại quân của đế quốc minh nguyệt tiến tới từng bước hai người đều dồn hết sức lực chuẩn bị cho cuộc quyết chiến cuối cùng cả hai đều hiểu rõ trận chiến ở thành tây lăng mới là trận quyết định thắng bại sau cùng sau nửa tháng ấy Rốt cục 30 vạn đại quân của đế quốc Minh Nguyệt đã tiến sát thành Tây Lăng, giờ phút quyết chiến đã đến. O không o. Đại sảnh của phủ tổng đốc. Triệu Thanh Hạm thân mặt tan phục, vóc dáng hao gầy đang ngồi ở chủ vị trên cao, ngồi bên trái Triệu Thanh Hạm là một lão già mập mạp mặc áo bào đỏ của chủ tế, đám quan quân chiến ưng, hoàng nhâm chia ra đứng hai bên. Ngoài ra, vài tên chủ tế áo đen và thân hào trong thành Tây Lăng cũng có may mắn được tham dự hội nghị quân sự quyết định vận mệnh của thành Tây Lăng lần này. Bản chủ tế phản đối. Lão già mập mạp mặc áo đỏ chủ tế đột nhiên đứng dậy. Vung quả đấm to lớn hét lên. Bản chủ tế muốn nhắc cho quý nữ các hạ nhớ, đại quân đế quốc minh nguyệt của tư đồ duệ có chừng 30 vạn, hơn nữa đều là quân tinh nhuệ thân trải trăm trận. Thế nhưng trong thành Tây Lăng chỉ có không tới một vạn quân chính quy, binh lực trên lệch xa như thế, trận này không cần phải đánh cũng biết kết quả. Lão già mập mạp kia tên là La Đạo Nam, là chủ tế áo đỏ của hành tỉnh Tây Bộ. Triệu Thanh Hàm khẽ cau mày liễu, lạnh nhạt nói. Nếu vậy chủ tế đại nhân cho rằng phải làm như thế nào? La Đạo Nam không chút do dự nói. Bỏ thành, bản chủ tế cho là nên lập tức bỏ tay lăng. Thừa dịp đại quân của đế quốc Minh Nguyệt chưa kịp bao vây, tất cả dùng khoái mã theo cửa đông rút lui đúng lời chủ tế đại nhân rất có đạo lý giặc đế quốc minh nguyệt khí thế bằng trời muốn thủ nhất định là không được chờ đến ngày mai có lẽ quân của đế quốc minh nguyệt sẽ bao vây chặt chẽ đến một con chuột cũng khó thoát lúc đó muốn chạy cũng không được la đạo nam vừa dứt lời vài tên thân hào và chủ tế áo đen vội vã lên tiếng hùa theo hiển nhiên trong mắt bọn chúng thế cục hiện tại đã hỏng nếu như không phải đã hoàn toàn đánh mất lòng tin, bọn thân sĩ và nhân viên giáo hội này tuyệt đối không bao giờ chủ động đề xuất rút lui. Dù sao, nếu thành Tây Lăng trầm luân, bọn chúng sẽ mất sạch tài sản. Triệu Thanh Hạm cao mày nói. Chúng ta đi rồi, hơn 10 vạn dân chúng trong thành làm sao bây giờ? Cứ coi như là bọn họ gặp phải xui xẻo đi. La Đạo Nam nói không cần suy nghĩ. Đây là ý chỉ của Thánh Nữ Quang Minh, không có quan hệ gì với chúng ta cả ý chỉ của thánh nữ quang minh sao la đạo nam vừa dứt lời ngoài đại sảnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm sắc lạnh không lẽ thánh nữ quang minh ra thần dụ con bà nó bảo ngươi vứt bỏ tín đồ của ngài sao trong tiếng bước chân nặng nề một bóng người cao to hùng tráng đã ngang nhiên bước thẳng vào ánh mắt của tất cả mọi người trong đại sảnh thoáng chốc đổ dồn vào người ấy trái tim triệu thanh hạm vừa mới đập dồn dập lập tức đã trở nên bình tĩnh lại, khóe miệng thậm chí mỉm cười, dường như có nam nhân này xuất hiện, nàng không còn biết sợ hãi là gì nữa. Xúc phạm thần linh La đạo nam vung tay, giận dữ hét lên. Thật là xúc phạm thần linh quá mức rồi. Xúc phạm thần linh Mạnh hổ mỉm cười Chủ tế đại nhân, kẻ thật sự xúc phạm thần linh chính là ngươi, là ngươi giả truyền thần dụ. Ngươi La Đạo Năm nghe vậy đột nhiên nghẹn lời, sau một hồi lâu mới trấn tĩnh tinh thần lại. Lớn tiếng quát hỏi. Ngươi là ai? Nơi đây là hội nghị quân sự cao cấp nhất của hành tỉnh Tây Bộ, ngươi có tư cách gì xông vào? Ngươi đâu, tống cổ tên này ra ngoài cho bản chủ tế. Chủ tế đại nhân. Triệu Thanh Hạm đang ngồi trên chủ vị đột nhiên đứng dậy, yểu điều quát. Hắn là sư đoàn trưởng của sư đoàn số 4 Mạnh Hổ, Người dám nói hắn không có tư cách tham dự hội nghị quân sự hôm nay sao? Hả? Sao? Sư đoàn trưởng của sư đoàn số 4. Trong đại sảnh thoáng chốc xôn xao kinh ngạc, Mạnh Hổ cũng hơi ngạc nhiên liếc nhìn về phía Triệu Thanh Hàm, thấy ánh mắt có ý thăm hỏi của Mạnh Hổ. Triệu Thanh Hàm nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng gật đầu. Chức tổng đốc của Triệu Thanh Hàm cần phải có sắc lệnh của Hoàng đế ban xuống mới có thể coi là chính thức tước vị công tước cũng cần có chủ tế áo đỏ chủ trì nghi lễ đội mão mới được thừa nhận thế nhưng thân phận quân đoàn trưởng là tự động được thừa nhận triệu nhạc vừa chết đi triệu thanh hàm đã nghiễm nhiên là quân đoàn trưởng của quân đoàn tây bộ việc bổ nhiệm một sư đoàn trưởng đương nhiên không có gì đáng nói la đạo nam hừ lạnh một tiếng nhưng chúng ta không có quân đội làm sao thủ thành ai nói chúng ta không có quân đội mạnh hổ lạnh nhạt nói trong thành có hơn một vạn quân tinh nhuệ của sư đoàn số bốn ngoài thành còn có gần vạn kỵ binh mang nhân vì sao lại không có quân đội chứ gần vạn kỵ binh mang nhân triệu thanh hạm vui mừng đến mức không kềm chế được hổ mang nhân của hai công trường khai thác mỏ kia cũng tuân phục cả rồi sao đều đã tuân phục mạnh hổ gật đầu mạnh mẽ lại nói với la đạo nam huống chi bên trong thành tây lăng còn có hơn mười vạn tráng đinh sao lại nói là không có quân đội Mười vạn tráng đinh. La Đạo Nam cười chế giễu. Những tên tiện dân đó cũng có thể coi là quân đội sao? Ngươi muốn đùa ta? Nói đùa. Bản tướng quân không dư thời gian nói đùa với ngươi. Mạnh hổ hừ lạnh một tiếng, nói với triệu thanh hàm. Thanh hàm quý nữ, xin hãy lập tức hạ lệnh, bảo tất cả tráng đinh từ 18 tuổi đến 40 tuổi đến tụ họp tại quảng trường Tây Lăng. O không o. Ngoài thành Tây Lăng, trung quân của đế quốc Minh Nguyệt. Nghiêm đỉnh vội và bước lên chiến xa của tư đồ duệ, thần sắc cung kính bẩm báo. Tổng đốc đại nhân, thám mã báo lại, phát hiện bóng dáng của kỵ binh mang nhân phía bắc Tây Lăng hơn 20 dặm. Tư đồ duệ ừ một tiếng. Lại hỏi. Có điều tra ra lai lịch của bọn kỵ binh mang nhân này chưa? Đã điều tra xong. Nghiêm đỉnh cung kính. Bọn kỵ binh mang nhân này chính là nô lệ ở các mỏ của hành tỉnh Tây Bộ là nô lệ sao? Tư đồ duệ ngạc nhiên. Nói như vậy chiến mã và trang bị của bọn kỵ binh mang nhân này đều là bọn chúng cướp của bản tổng đốc, thật là thất sách. Giây phút này, trong lòng tư đồ duệ bắt đầu cảm thấy hối hận, nếu như lúc đầu không phái sư đoàn tần khởi đi trước chặn đội vận lương của triệu thanh hàm, sẽ không trúng kế của mạnh hổ. Đám mang nhân kia cũng không thể đoạt được rất nhiều chiến mã và trang bị của kỵ binh từ trong tay khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt nếu như mang nhân không có chiến mã đầy đủ, chẳng những hành động trở nên chậm chạp, uy hiếp cũng giảm đi nhiều. Nghiêm đỉnh nói, Tổng đốc đại nhân không cần lo lắng, mặc dù bọn mang nhân này khó đối phó, cũng đã không thể thay đổi được thế cục. Việc thành Tây Lăng thất thủ cùng với hành tỉnh Tây Bộ Trầm Luân đã khó mà tránh khỏi, nhiều nhất qua ba ngày nữa, trên bản đồ của đế quốc Quang Huy sẽ không còn hành tỉnh Tây Bộ nữa, mà trên bản đồ của đế quốc Minh Nguyệt chúng ta sẽ xuất hiện thêm một hành tinh mới, Giang Châu. Ừ, nói cũng phải. Tư đồ duệ vui vẻ gật đầu. Kỵ binh mang nhân dù khó đối phó. Nhưng chỉ khi quân đội hai bên gặp nhau mới có thể phát huy tác dụng. Đáng tiếc là bản tổng đốc tuyệt đối sẽ không cho mạnh hổ cơ hội này, trong ba ngày nữa thề phá Tây Lăng. O không o. Quảng trường Tây Lăng. Tất cả các tráng đinh trong thành từ 18 đến 40 tuổi đã phụng mệnh đến quảng trường tụ tập. Phía bắc quảng trường chính là phủ tổng đốc Nguyên Nga Hùng Vĩ, trên đài cao, Triệu Thanh Hàm, chủ tế Tây Bộ La Đạo Nam, Mạnh Hổ, Chiến ưng đang đứng nghiêm chờ đợi. Đứng trên đài cao của phủ tổng đốc nhìn xuống dưới, chỉ thấy trên quảng trường người người tấp nập, đông đúc xôn xao. Đôi mắt long lanh của Triệu Thanh Hàm chậm rãi lướt qua La Đạo Nam, cuối cùng ngừng lại trên mặt Mạnh Hổ, ôn nhu nói: hổ, tất cả tráng đinh trong thành đều đã có mặt trên quảng trường, có gì muốn nói chàng hãy nói với bọn họ. Mạnh hổ gật đầu mạnh mẽ, bước thẳng tới mép đài. Đông tử nãy giờ vẫn đứng nghiêm phía sau mạnh hổ liền tiến tới hai bước, ngửa mặt lên trời thét dài đến nỗi khàn cả giọng. Im lặng. Đám binh sĩ duy trì trật tự của quảng trường đang xếp thành hàng ở bốn phía nhất tề giọng mạnh trường mâu trong tay xuống mặt đất bằng đá tảng, thoáng chốc đã tạo nên một tràng thanh âm to rõ. Sát khí lạnh như băng trong nháy mắt đã tràn ngập khắp quảng trường, làm cho quảng trường vốn đang ồn ào như vỡ chợ trong thoáng chốc trở nên im lặng như tờ. Không gian vô cùng yên tĩnh khiến cho người ta cảm thấy ngạt thở. Mạnh hổ đột nhiên giơ tay chỉ vào bia liệt sĩ nằm ở phía nam quảng trường, khí tụ đang điện hét lớn. Có thấy tấm bia liệt sĩ kia hay không? Trên đó khắc đầy những cái tên, mỗi cái tên trên đó đều biểu thị cho một sinh mạng, cũng giống như tất cả các ngươi, những sinh mạng đó đã từng có thể suy nghĩ, đã từng có thể ăn uống, đã từng có thể khóc, có thể thét, có thể kêu gào. Thanh âm của mạnh hổ phát ra từ đan điền quay cuồng kích động trên khắp quảng trường, gần như mỗi mỗi tráng đinh đều nghe được thanh âm của hắn, không nhìn được phải quay đầu lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào tấm bia đá khổng lồ cao chừng 10 trượng ở mé nam quảng trường, trên đó khắc tên người chi chích. Thanh âm của mạnh hổ tiếp tục vang lên, vọng đến chín tầng mây, cho dù đứng ngoài quảng trường cũng có thể nghe rõ thế nhưng lúc này bọn họ chỉ còn là một cái tên lạnh lẽo vô hồn không còn sức sống đại quân của đế quốc minh nguyệt đã áp sát thành có thể phá thành bất cứ lúc nào có lẽ ngày mai có lẽ ngày kia nhiều nhất ba ngày tên của chúng ta cũng sẽ được khắc lên tấm bia này bởi vì chúng ta là quân nhân bảo vệ thành là sứ mạng thần thánh của chúng ta chỉ cần chúng ta còn một hơi thở chúng ta thà chết quyết không đầu hàng Thà chết không hàng. Thà chết không hàng. Thà chết không hàng. Bọn binh sĩ duy trì trật tự đứng ở bốn phía quảng trường vội vã vung cao trường mâu trong tay, gào thét theo mạnh hổ đến khàn cả giọng. Tiếng thét gào như lông trời lở đất phá nát không trung, chấn động mười vạn tráng đinh trên quảng trường làm cho ai nấy đều biến sắc. Mạnh hổ đột nhiên giơ cao tay phải. Tiếng gào thét của bọn binh sĩ đột ngột im bặt như vừa bị một đao chém đứt. Mạnh hổ hít thật sâu một hơi, lại tiếp tục thét to. Chúng ta là quân nhân, chúng ta thà chết không hàng, còn các ngươi thì sao? Các ngươi có thể lựa chọn đầu hàng, khả năng tới hơn phân nửa là bọn giặc đế quốc Minh Nguyệt sẽ không giết các ngươi, nhưng vì vậy các ngươi phải trả một cái giá vô cùng đắt. Đất đai của các ngươi sẽ trở thành đất đai của người khác, tài sản của các ngươi sẽ trở thành tài sản của người khác, còn có vợ con của các ngươi, cũng sẽ trở thành vợ con của bọn giặc đế quốc Minh Nguyệt kẻ chiến thắng sẽ cướp đoạt tất cả tài sản và vợ con của kẻ bại, cho tới bây giờ không cần lý do gì cả. Tất cả nam nhân của hành tỉnh Tây Bộ nói cho ta biết, các ngươi có muốn đất đai của mình trở thành đất đai của người khác, tài sản của mình trở thành tài sản của người khác, vợ con của mình trở thành vợ con của bọn giặc đế quốc Minh Nguyệt hay không? Không muốn. Không muốn. Không muốn. Mười vàng tráng đinh trên quảng trường đã bị những lời của mạnh hổ làm cho kích động, không nhìn được tình cảm trong lòng liền lớn tiếng gào thét cả lên. Tiếng gầm thật lớn vang thấu trời xanh. Thậm chí ngay cả đài cao của phủ tổng đốc cũng phải rung động nhẹ. La Đạo Nam đứng sau lưng Triệu Thanh Hàm theo bản năng lui lại hai bước, dường như lo lắng đài cao đột nhiên sụp đổ. Mạnh hổ lại giơ cao tay phải, đôn tử lại thét lên lạc giọng. Im lặng, im lặng. Tiếng gào thét như núi đổ sóng gầm từ từ bình lặng lại, rất nhanh quảng trường đã im phăng phát. Mạnh hổ rút chiến đao ra khen một tiếng, mũi đao sắc bén chỉ thẳng ra phía trước, lớn tiếng quát. Tất cả các dũng sĩ vì muốn bảo vệ quê hương mà chiến đấu, hãy quỳ xuống. Hết thảy quỳ xuống. Hết thảy quỳ xuống. Hết thảy quỳ, quỳ xuống. Bọn binh sĩ bốn phía quảng trường hưởng ứng hô theo, mười vạn tráng đinh trước tiên trận mắt há mồm, sau đó vội và quỳ rạp xuống. Trên đài phía sau mạnh hổ, La Đạo Nam không khỏi cau mày, nhỏ giọng nói. Tên khốn kia muốn làm gì vậy? Hắn cho rằng hắn là ai? Chủ tế đại nhân. Chiến ưng đứng cạnh La Đạo Nam đột nhiên cất tiếng, giọng hắn có vẻ cảnh cáo. Chớ có lên tiếng. La Đạo Nam buồn bực hừ một tiếng, nhưng cũng không dám nói thêm lời nào nữa, bởi vì hắn cảm thấy trên thân thể chiến ưng toát ra một luồng sát khí, sát khí của quân nhân đế quốc. Hiển nhiên, những lời của Mạnh Hổ vừa rồi chẳng những đã làm cho binh sĩ của đế quốc duy trì trật tự ở bốn phía quảng trường có cảm tình nhiều hơn, thậm chí ngay cả Chiến Ưng cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận của mình về Mạnh Hổ. Chiến đao đang dương cao của Mạnh Hổ chậm rãi hạ xuống, hắn lớn tiếng quát: "Ta, Mạnh Hổ, lấy thân phận tướng quân sư đoàn trưởng của sư đoàn số 4 thuộc quân đoàn Tây Bộ tuyên bố. Các ngươi đã chính thức trở thành binh sĩ của sư đoàn số 4. Từ lúc này trở đi, Việc bảo vệ quê hương, bảo vệ thành trì, bảo vệ phụ nữ và trẻ con trở thành sứ mạng thần thánh của các ngươi. Không cần biết khó khăn hiểm trở đến mức nào. Không cần biết sinh mạng bị đe dọa như thế nào, các ngươi trước sau phải trung thành với đế quốc, trung thành với bá tánh, đây là lời thề của các ngươi. Ngừng một chút, mạnh hổ thét to với giọng càng kích động hơn nữa. Toàn thể tướng sĩ của sư đoàn số 4 nghe cho rõ, đến lúc khai chiến, ai giết chết một tên địch sẽ được thưởng một mẫu đất giết chết 10 tên địch sẽ được thưởng 10 mẫu đất lại còn được miễn tất cả các loại thuế, giết chết trăm tên địch sẽ được thưởng ngàn mẫu đất lại được sắc phong là thân sĩ. Hoa, hoa, hoa. Mạnh hổ vừa dứt lời. Mười vạn tráng đinh trên quảng trường thoáng chốc hoang hô tở mở. Thậm chí ngay cả bọn lính duy trì trật tự ở bốn phía quảng trường cũng điên cuồng gào thét hưởng ứng theo. Nói cho cùng ai cũng có tư tâm, không ai muốn đi tìm chết mà nhường lại cơ hội sinh tồn cho kẻ khác muốn lập nên một cánh quân kiêu dũng thiện chiến, nhân cách mị lực và lực hiệu triệu của người chủ tướng lãnh đạo đương nhiên là quan trọng, nhưng phần thưởng thực tế cũng không thể thiếu. Thấy đám tráng đinh trên quảng trường ai nấy đều có bộ dạng điên cuồng, mặt triệu thanh hàm không khỏi nở nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt long lanh nhìn mạnh hổ càng thêm ngập tràn vẻ ôn nhu. Nam nhân này quả thật không giống với bất cứ nam nhân nào khác, dường như càng đến giây phút nguy cấp, biểu hiện của hắn lại càng kinh tài tuyệt diễm hơn nữa đây chính là một nam nhân vì thời thế loạn lạc mà sinh ra triệu thanh hàm đột nhiên phát hiện ra nàng bắt đầu hơi thích bộ dạng khẳng khái phong trần của mạnh hổ triệu thanh hàm còn đang say đắm đột nhiên thanh âm không hài lòng vang lên từ phía sau la đạo nam tiến lên hai bước giận dữ gào thét mạnh hổ ngươi cho rằng mình là ai hoàng đế bệ hạ tổng đốc các hạ hay là chủ tế đại nhân theo luật pháp của đế quốc chỉ có quý tộc từ bá tước trở lên cùng với nhân viên thần chức từ chủ tế áo đỏ trở lên mới có quyền sắc phong thân sĩ, nhưng ngươi là cái gì? Ngươi bất quá chỉ là một tên sư đoàn trưởng nho nhỏ, ngươi có quyền gì mà sắc phong thân sĩ? Mạnh hổ căn bản không thèm để ý đến những lời lãi nhãi như tiếng rùi mũi vo ve bên tai của la đạo nam, chiến đào trong tay đột nhiên vung lên, lớn tiếng gào thét. Đứng lên, tất cả đứng lên, đến kho quân giới lấy vũ khí và áo giáp, sau đó hãy chiến đấu cho đáng mặt Nam Nhi, chém rơi thủ cấp của giặc đế quốc Minh Nguyệt đổi lấy phần thưởng của các ngươi. Ha ha ha! Đám tráng đinh trên quảng trường vốn đang quỳ rạp vội và đứng dậy, vừa hò hét vừa đổ xô về hướng kho quân giới ở phía Tây Thành. Thấy mạnh hổ không thèm để ý đến mình, la đạo Nam còn đang nổi giận, muốn tiến lên cãi nhau, triệu thanh hạm đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn la đạo Nam. Chủ tế đại nhân, chủ ý sắc phong những tướng sĩ có công là thân sĩ chính là chủ ý của ta chủ tế đại nhân thấy có gì không phải sao chuyện này la đạo năm nghe vậy cứng họng hơi ngượng ngùng quý nữ đại nhân dĩ nhiên là có quyền này o không o ngoài thành tây lăng trung quân của đế quốc minh nguyệt nghiêm đỉnh vội và bước tới cạnh chiến xa của tư đồ duệ cùng kính bẩm báo tổng đốc đại nhân tất cả đều đã chuẩn bị xong tư tư đồ duệ khẽ gật đầu lạnh nhạt nói vậy bắt đầu đi nghiêm đỉnh đột nhiên quay đầu lại vẫy tay ra hiệu với tên quân truyền lệnh đứng sau chiến xa tên quân truyền lệnh lập tức đứng thẳng người giơ lá cờ hai mặt hình tam giác trong tay lên ra sức vẫy vẫy mười mấy khoái mã trong quân tứ tán đi khắp nơi chỉ trong thoáng chốc tiếng thét dài của tên quân truyền lệnh đã vang dậy không trung tổng đốc đại nhân hạ lệnh bắt đầu tiến công tiếng kèn hiệu ngân dài lại thêm tiếng trống trận hùng hồn thoáng chốc vang rền khắp không trung bọn binh sĩ đang ngồi nghỉ ngơi dưới đất vội và đứng dậy bọn quan quân vội vàng đi tới đội ngũ của mình bắt đầu lớn tiếng quát tháo bọn binh sĩ dưới tay đội hình của quân đế quốc minh nguyệt vốn đang yên tĩnh bắt đầu náo động hẳn lên tiếng binh khí và áo giáp va chạm vào nhau tiếng chiến mã hí dài cùng với tiếng bước chân hỗn loạn thoáng chốc hòa lẫn với nhau vô cùng ầm ĩ không khí khẩn trương trước khi đại chiến rất nhanh tràn ngập khắp nơi phía sau đội hình của đế quốc Minh Nguyệt đột nhiên vang lên từng hồi kèn hiệu chói tai. Theo nhịp điệu của tiếng kèn, một cái tháp gỗ đen xì từ từ dựng đứng lên giữa đội hình, sau đó được vô số dây thừng kèm giữ, bắt đầu chậm rãi tiến thẳng về thành Tây Lăng phía trước. Còn có vô số quân của đế quốc Minh Nguyệt Đông như kiến, vây quanh bốn phía tháp gỗ đen xì kia. Trong tiếng kèn hiệu vang khắp cả thành liên miên không dứt, mạnh hổ sải bước đi lên vòng tháp. Đứng trên vòng tháp nhìn xuống, Từng đội tráng đinh mới vừa nhận vũ khí cùng cùng trên đường tiến thẳng về phía trước, sau đó vừa hò hét vừa xông lên đầu thành. Trên đầu thành đã thấy đầu người lố nhố. Nhốn nháo loạn xạ, các loại khí giới thủ thành đã chất sẵn thành đống cao như núi. Lại có vô số tráng đinh mang những khúc gỗ lăng, đá lăng, còn có từng bình lớn chứa đầy dầu hỏa. Mười mấy cái chảo lớn xếp thành hàng dài trên đầu thành, bọn tráng đinh trông coi đang thêm củi vào dưới đáy chảo dầu hỏa trong chảo đã bắt đầu sôi ung ụt, bốc lên từng làn khói xanh lượn lờ khắp chốn. Mặc dù lúc này đang là tiết trời đông giá rét, nhưng đám tráng đinh xung quanh chảo dầu vẫn cảm thấy không khí vô cùng nóng bức gần như ngạt thở. Một đám thợ đang đóng một cái giá để máy bắn đá thật to sát tường thành. Cách đó không xa, mười mấy cái giá khác đã làm xong, gần đó, một đám đông tráng đinh dưới sự chỉ huy của vài tên lão binh đang ra sức quay rồng rọc, kéo cái giá nặng mấy ngàn cân từ từ dựng đứng lên từng chút một. Mấy chiếc xe bò đang nặng nề di chuyển trên đường cái, trên xe chất đầy những bình dầu hỏa bằng đất nung, chất lên thành tầng tầng chật kín, chung quanh được cột chặt bằng nhiều vòng dây thừng. Trung đội số 4, rẽ sang trái, đại đội số 2, chạy bộ, tiểu đội số 3, tất cả tập hợp. Ở quân doanh gần vọng tháp, các binh sĩ của các liên đội thuộc sư đoàn số 4 đang khẩn trương lập đội. Từng đội trọng trang bộ binh khiên trọng thuẫn từ trong doanh hùng dũng tiến ra. Từng nhóm lớn khinh kỵ binh đang dậm chân tại chỗ, một đội cung tiễn thủ mặt lạnh như tiền đang ngồi một chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Khắp nơi đâu đâu cũng thấy tráng đinh, ai nấy đều tất bật, tất cả người già và trẻ con đều được tập trung về phủ tổng đốc ở giữa thành, những đứa trẻ còn quá nhỏ đã lập tức được an trí xuống hầm lớn bên dưới phủ tổng đốc. Không khí tiêu điều sơ sát trước khi đại chiến đã lan tỏa đến từng ngóc ngách trong thành, ngay cả bầu trời trên đầu cũng trở nên xám xịt u ám hơn ngày thường hít thật sâu một hơi khí lạnh ánh mắt mạnh hổ đột nhiên trở nên sắc bén chưa từng có hắn thích không khí như vậy hắn thích không khí trước khi bắt đầu đại chiến o không o ngoài thành phía sau đội hình của quân đế quốc minh nguyệt mấy mươi cái máy bắn đá thật lớn xếp thành hàng trông thật chỉnh tề từng cái giá cao ngất trông như một gã khổng lồ sắp sửa nổi giận đã thương người khiến cho người khác không rét mà run trong sự chờ đợi ngột ngạt, một con khoái mã lướt tới nhanh như chớp, bắt đầu công kích. Tên quan quân chờ sẵn trước trận máy bắn đá lập tức rút chiến đao ra khỏi vỏ dơ lên cao. Mấy mươi tên bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt đang cầm đuốc ở phía sau máy bắn đá lập tức tiến lên vài bước, dùng đuốc trong tay châm một cái, từng viên đạn lửa trong rổ nằm trên bệ phóng liền bốc cháy bừng bừng, mấy mươi tên khinh binh canh giữ một bên máy bắn đá vội và dơ cao búa gỗ trong tay. Đột nhiên, chiến đao trong tay tên quan quân của đế quốc minh nguyệt mạnh mẽ chém xuống phốc 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 những tên khinh binh của đế quốc minh nguyệt canh giữ ở bên cạnh máy bắn đá không chút do dự lập tức nện mạnh búa gỗ trong tay xuống búa gỗ chạm vào cơ quan thoáng chốc phát ra một tràng tiếng kêu trầm đục chỉ trong nháy mắt vật đối trọng không còn cơ quan chống đỡ lập tức mang theo thanh thế kinh người mạnh mẽ rơi xuống cánh tay đòn nối liền với vật đối trọng thoáng chốc bắn mạnh lên không Tuy ở thật xa dường như cũng có thể nghe được rõ ràng thanh âm thật lớn do cánh tay đòn phát ra. Cánh tay đòn đột ngột bắn lên, ngay sau đó vang lên tiếng xích sắt kêu loảng xoảng. Xích sắt trên cánh tay đòn cột vào rổ đạn đằng xa đã mạnh mẽ bắn thẳng lên không, trong thoáng chốc, hơn 10 viên đạn lửa đang cháy bừng bừng đã không còn gì trói buộc, mang theo tiếng rít chói tai, gào thét lao thẳng về phía thành Tây Lăng. Đầu thành Tây Lăng, đầu người lố nhố, náo nhiệt loạn cả lên giống như cái chợ âm. Một viên đạn lửa rơi trúng đầu thành, một tiếng ầm thật lớn vang lên, chiếc bình chứa đầy dầu hỏa bên trong thoáng chốc vỡ vụn, dầu hỏa bắn ra tứ phía mang theo những đống lửa bay khắp không trung, trong khoảnh khắc tạo nên một biển lửa rất lớn. Tuy ở cách xa vài chục bước cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sức nóng hừng hực tỏa ra táp trên da thịt. Âm âm. Lại có hai viên đạn lửa rơi gần đó, lại đốt lên hai biển lửa thật rộng, mấy mươi tên tráng đinh đang chen chúc ở đầu thành không kịp né tránh trong khoảnh khắc đã bị lửa đốt cháy bừng bừng như đuốc trong tiếng kêu rên vô cùng thảm thiết hai tên tráng đinh thân thể cháy bùng từ trong biển lửa vọt ra rơi xuống thành mất hút á à, cứu mạng lại có một tên tráng đinh từ trong biển lửa chạy ra hai tên tráng đinh cạnh đó nhanh chóng bước tới vật ngã hắn xuống định dập tắt ngọn lửa trên người hắn lại một viên đạn lửa cháy rừng rực mang theo lưỡi lửa thật dài từ trên trời giáng xuống chỉ nghe một tiếng ầm vang lửa đỏ bắn ra tứ phía trong khoảnh khắc đã nuốt chửng cả ba người ngu xuẩn đúng là một bầy heo trên đầu thành một tên lão binh múa tích chiến đao rống lên đầy giận dữ đến nỗi khàn cả giọng mau tránh đi tìm một chỗ nào đó tránh đi vù trong tiếng rít chói tai lại một viên đạn lửa bốc cháy đùng đùng từ trên trời rơi xuống tên lão binh kia hít một hơi khí lạnh, nghiêng người vọt mạnh ra xa vài chục bước, vài tên tráng đinh đứng phía sau tên lão binh ấy nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Bọn chúng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ngọn lửa vô tình đột ngột tràn ra đã hoàn toàn nuốt chửng bọn chúng. Tên lão binh kia rơi xuống, phủi đi những đống lửa bám trên chiến bào, lắc đầu cười khổ. Đã bảo các ngươi tìm chỗ tránh đi. Trong chớp mắt, tên lão binh đột nhiên xoay người về phía bên trong thành, gào thét với vẻ giận dữ. Mấy bắn đá của chúng ta đâu, bầy heo ngu ngốc các ngươi, vì sao không bắn trả? Mau mau bắn trả. Ung ung ung. Cơn giận của tên lão binh ấy dường như đã có tác dụng, trong thành đột nhiên vang lên những tiếng động thật lớn, ngay cả tường thành chắc chắn là vậy mà cũng phải khẽ rung lên. Trong khoảnh khắc, mười mấy viên đạn lửa rừng rực cháy đã từ trong thành bắn ra, mang theo tiếng rít chói tai cùng với lưỡi lửa chập chờn, bay thẳng về phía đám quân của đế quốc Minh Nguyệt Đông như kiến ở ngoài thành. Âm âm âm. Dưới ánh mắt chăm chú đầy kinh hãi của đám binh sĩ đế quốc Minh Nguyệt, từng cục lửa tròn vo cháy bừng bừng từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc lan tràn ra tứ phía tạo thành một biển lửa sáng ngời. Trong biển lửa hung hãn ấy, từng đám binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt đang dãy dụa trên la. Trong đội hình dày đặc như vậy, có muốn chạy trốn cũng không có nơi nào để trốn, chuyện sống chết cũng không thể do mình tự chủ được nữa rồi chỉ trong thoáng chốc trong không khí ngập tràn mùi khét của thịt cháy trên vọng tháp cao vút mạnh hổ thần sắc lạnh lùng không vì thương vong của các tráng đinh mà động lòng chút nào ở trung quân của đế quốc minh nguyệt tư đồ duệ đứng thẳng trên chiến xa cũng có thần sắc lạnh lùng y như vậy cuộc chiến vừa mới bắt đầu thương vong vài trăm người đối với binh lực hùng hậu của đế quốc minh nguyệt có chi đáng kể đột nhiên tư đồ duệ giơ cao tay phải về phía trước vẫy nhẹ một cái tiếng kèn hiệu của quân đế quốc minh nguyệt đột nhiên trở nên vút cao chưa từng có tiếng trống trận vốn đều đều không nhanh không chậm cũng đột nhiên trở nên dồn dập hẳn lên theo tiếng kèn hiệu vút cao và tiếng trống trận dồn dập từng chiếc xe công thành cao vút được vô số dây thừng kéo bắt đầu chậm rãi nhích tới vây quanh bốn phía xe công thành là quân của đế quốc minh nguyệt đông như kiến theo đó chậm rãi tiến về phía trước thời gian đợi chờ trong lo lắng lặng lẽ trôi qua tường thành tây lăng cao vút đã ngay trước mắt vì không muốn làm bị thương quân bên mình máy bắn đá của quân đế quốc minh nguyệt đã ngừng lại không bắn nữa chỉ có máy bắn đá bên trong thành vẫn không ngừng bắn ra thỉnh thoảng lại có một quả cầu lửa cháy bừng bừng gào thét bắn ra phía sau đội hình của quân đế quốc minh nguyệt tràn lan từng luồng lửa nóng thế nhưng những quả cầu lửa này không thể uy hiếp được quân của đế quốc minh nguyệt đã tiến sát tường thành Đại đội cung tiễn số 1 chuẩn bị, đại đội cung tiễn số 2 chuẩn bị, đại đội cung tiễn số 3 chuẩn bị. Từng hồi kèn hiệu thánh thóc vang lên trên đầu thành, đám cung tiễn thủ thần sắc lạnh lùng rốt cục đã tiến lên đầu thành, bắt đầu triển khai thành từng nhóm dọc theo tường bắn, từng cánh trường cung đã dương căng, từng mũi lan nhà tiễn sắc bén đã nằm sẵn trên dây cung. Theo khẩu lệnh của quan quân chỉ huy, tiếng bật dây cung ông ông thoáng chốc vang lên một tràng, tên dày đặc như mưa bất bay ra khỏi đầu thành rồi cắm xuống. Dựng thuẫn. Dựng thuẫn. Dựng thuẫn. Dưới tường thành, trong đám quân của đế quốc Minh Nguyệt thoáng chốc vang lên tiếng gào không dứt, trong khoảnh khắc, hàng vạn trọng thuẫn đã được dơ lên không, kết thành một mảng tường bằng trọng thuẫn gió thổi không qua lọt che trên đầu của quân đế quốc Minh Nguyệt. Trong tiếng phập phập vang lên không dứt bên tai, đám tên dày đặt từ trên đầu thành bay xuống đã bị mảng tường trọng thuẫn kia ngăn cản. Phản kích Tên từ đầu thành bắn xuống vừa dứt, mảng tường bằng trọng thuẫn kia cũng đột nhiên biến mất, từng đội cung tiễn thủ của đế quốc Minh Nguyệt đã dương cung lắp tên sẵn sàng trong khoảnh khắc hiện ra đầy hung hãn. Tiếng bật dây cung vang lên, mưa tên dày đặc từ đám quân của đế quốc Minh Nguyệt bay thẳng lên không, mang theo tiếng rít chói tai bắn thẳng lên đầu thành. Đầu thành Tây Lăng Liên đội trưởng của liên đội số 1 sư đoàn số 4 Hoàng Nhâm đang đứng yên như hòn núi vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy vô số tên bay như đàn châu chấu từ trên trời giáng xuống một nụ cười lạnh lẽo lan tỏa trên gương mặt Hoàng Nhâm, đột nhiên, Hoàng Nhâm dơ cao chiến đao lên cao, ngửa mặt lên trời thét dài. Đội trọng thuẫn tiến lên phía trước, bảo vệ cho cung tiễn thủ. Đám binh sĩ của đội trọng thuẫn vốn đang ngồi dưỡng sức trên đầu thành vội vã bật dậy. Mang theo trọng thuẫn chạy vội ra phía trước, đám tráng đinh đang chen chúc trên đầu thành thoáng chốc đã bị chen lấn xô đẩy ngã dúi dụi. Chỉ trong thoáng chốc, một diện tích trọng thuẫn thật lớn cũng đã được dựng lên hình thành một bức tường kiên cố che chở trên đầu bọn cung tiễn thủ vút 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 tên bay dày đặc như mưa bất mang theo tiếng rít chói tai từ trên không bay xuống cắm thật sâu trên trọng thuẫn chỉ trong nháy mắt những âm thanh phập phập vang lên không dứt tiếng kêu trên thảm thiết thoáng chốc vang dậy đầu thành bọn cung tiễn thủ mặc dù được đội trọng thuẫn bảo vệ thế nhưng những tráng đinh chen chúc trên đầu thành không được ưu ái như vậy dưới loạt tên của cung tiễn thủ đế quốc minh nguyệt nhất thời chết vô cùng thê thảm hoàng nhâm đột nhiên quay lại một tên tráng đinh trúng tên ngã vào sau người hắn co quất cách đó không xa một tên tráng đinh trúng tên vào đùi đang nằm trên rỉ trên mặt đất một tên tráng đinh khác tiến lại định đỡ hắn lên hai mũi tên sắt bén mang theo ánh sáng chết chóc lạnh lẽo từ trên trời bắn xuống thoáng chốc đã xuyên thủng đầu hắn tên tráng đinh trúng tên vào đầu không kịp kêu tiếng nào đã ngã xuống đặt tên tráng đinh bị thương dưới thân hắn. Hoàng Nhâm vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, cho dù nhiều tráng đinh hơn nữa trúng tên bị thương hay tử trận. Hắn cũng không có lấy một tia thương hại. Cho tới bây giờ chiến tranh vốn là tàn khốc, cho tới bây giờ chết chóc chính là giai điệu chính của chiến tranh, dù là lão binh thân trải trăm trận cũng khó thoát khỏi tử trận xa trường, huống hồ là bọn tráng đinh chưa từng bước chân ra chiến trường lần nào. Từng hồi kèn có tiết tấu chỉnh tệ đã hấp dẫn sự chú ý của Hoàng Nhâm, mấy mươi cái tháp vừa lớn vừa cao đang chậm rãi tới gần tường thành. Đồng tử Hoàng Nhâm thoáng chốc co rút lại, trời ơi, đó là xe công thành của quân đế quốc Minh Nguyệt, lại còn có xe phá thành nữa. Nhất là xe phá thành từ phía đối diện cửa thành đang chậm rãi tiến tới càng làm cho lòng người khiếp đảm. Gia trâu và giáp sắt được đóng đinh vào thân xe tạo nên sự bảo vệ kiên cố nhất cho đám quân của đế quốc Minh Nguyệt ẩn thân bên trong. Chạy phá thành treo trên giá tháp to khoảng hai người ôm, đầu chày được bọc kín bằng sắt đen sì nhìn qua thấy có vẻ như không có gì không thể phá hỏa tiễn bắn hỏa tiễn hoàng nhâm bất chấp nguy hiểm vọt mình nhảy lên trên lỗ châu mai vùng chiến đao trong tay lên thét dài đốt hết những thứ đáng chết đó đi đừng cho chúng tới gần tường thành tuyệt đối không được để cho chúng tới gần tường thành mau đám cung tiễn thủ đang bắn tên không ngừng vội vã thay những mũi hỏa tiễn đầu bọc vải bông mười mấy tên binh sĩ cầm đuốc trong tay chạy vội về phía đám cung tiễn thủ, vội vã châm lửa đốt những mũi hỏa tiễn đầu bọc vải bông. Chiến đao trong tay hoàng nhâm chém mạnh xuống, theo đó tiếng bật dây cung vang lên một trận, mấy ngàn mũi hỏa tiễn trong thoáng chốc thét gào bắn thẳng về phía mấy mươi chiếc xe công thành đang chậm rãi tới gần. Phập phập phập. Trong tiếng phập phập liên miên không dứt, đám hỏa tiễn kia mặc dù bắn trúng mục tiêu nhưng đều bị dội cả ra. Đột nhiên, vô số cung tiễn thủ của đế quốc Minh Nguyệt ló ra từ sau trọng thuẫn, trong tiếng rít gió chói tai, vô số mũi tên dày đặc như mưa bay thẳng lên không rồi rơi xuống. Trên đầu thành lại vang lên những tiếng kêu trên liên miên không dứt, trong tiếng kêu trên thảm thiết ấy, vô số tráng đinh trên đầu thành đang ôm đầu chạy như điên, tìm nơi tránh né. Đáng chết! Hoàng nhâm hung hăng mắng lớn một tiếng rồi quát lên. Mang bình dầu hỏa đến đây lập tức có tráng đinh mang một bình dầu hỏa lớn vẽ nơm nớp lo sợ đến trước mặt hoàng nhâm hoàng nhâm đưa tay ra đón lấy sau đó ra sức ném mạnh về phía trước chiếc bình đựng đầy dầu hỏa vẽ trên không trung một đường màu đen bay thẳng về phía chiếc xe công thành gần nhất trong chớp mắt hoàng nhâm giơ tay ra quát to mang cung tên ra đây liền có tên cung tiễn thủ đưa trường cung và hỏa tiễn đang cháy đưa cho hoàng nhâm hoàng nhâm tiếp lấy trường cung ra sức dương lên trường cung cao bằng người thoáng chốc đã căng tròn, mũi hỏa tiễn đã nhắm ngay bình dầu hỏa phía trước còn đang bay giữa không trung, bình dầu vừa sắp sửa rơi trúng xe công thành thì hoàng nhâm buông tên. Vút Trong tiếng rít chói tai, hỏa tiễn bắn ra hóa thành một vệt lửa kéo dài trong không trung. Xa xa, bình dầu đã bay hết đà liền rơi xuống ngay xe công thành, rắc một tiếng đã vỡ vụn ra. Trong chớp mắt, mũi hỏa tiễn mà hoàng nhâm bắn ra cũng vừa tới dầu hỏa văn tung tóe đầy trời được châm lửa, ngọn lửa rừng rực trong thoáng chốc đã bao trùm hơn nửa xe công thành. Chỉ trong thoáng chốc, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ xe công thành, tiếng ho khan của binh sĩ đế quốc Minh Nguyệt bên trong xe vang dậy. Rất nhanh, mười mấy tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt toàn thân bốc cháy từ trên tầng cao nhất của xe công thành chạy ra, sau đó nhanh chóng rơi từ trên cao xuống mang theo tiếng thét vô cùng thê thảm. Trong nháy mắt, lưỡi lửa mãnh liệt từ bên trong xe công thành mạnh mẽ phun ra, toàn bộ xe công thành liền bị lưỡi lửa kia nuốt trọn. Ha ha ha. Hoàng nhâm hưng phấn múa trường cung trong tay. Cười to. Đi chết đi, bọn chó. Đột nhiên, dường như Hoàng nhâm phát hiện trong đám quân của đế quốc Minh Nguyệt chợt lóe lên một ti chớp lạnh lùng, khí lạnh như băng thấm đến tận xương tủy như nước thủy triều ập tới, trong khoảnh khắc đã bao phủ Hoàng nhâm. Đồng tử hoàng nhâm thoáng chốc co rút lại, thân hình đột nhiên hạ thấp xuống một chút, chỉ nghe vút một tiếng, một mũi lan nha tiễn đã xẹt qua đỉnh đầu hắn, giải mũ trên đỉnh đầu khôi của hắn trong khoảnh khắc đã bị bắn tung tóe thành những sợi đỏ bay lạ tả. hoàng nhâm chưa kịp đứng dậy, lại một mũi lan nha tiễn nữa tiếp tục bay tới, nhắm thẳng cổ hồng hắn. hoàng nhâm quát lên một tiếng, thân hình cường tráng đột nhiên lật về phía sau, mũi lan nha tiễn kia gần như lướt sát da mặt hắn. Bất quá vận may của Hoàng Nhâm cũng không còn ở lại với hắn, hắn chưa kịp nhảy xuống khỏi lỗ châu mai, cảm giác lạnh thấu xương đột nhiên từ dưới bụng truyền lên, thoáng chốc đã lan ra khắp toàn thân. Phốc Hoàng Nhâm không thể khống chế thân thể được nữa, nặng nề lăn lông lóc trên mặt đất, một đám bụi mù cuồn cuồn nổi lên. Trưởng quan Trưởng quan trúng tên rồi Người đâu, mau tới cứu trưởng quan Một đám lão binh nhanh chóng tiến lại vội vàng đỡ hoàng nhâm ngồi dậy hoàng nhâm chợt cảm thấy thân thể mình nặng nề vô kể khó khăn cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy bụng mình đã cắm vào một mũi lan nha tiễn sâu hơn nửa mũi ánh mắt hoàng nhâm trong thoáng chốc trở nên ảm đạm máu tươi phun ra như suối từ khóe miệng rất nhanh đã làm đẫm ướt chiến bào đừng đừng động đến ta hoàng nhâm trợn tròn mắt cố hết sức theo thao ngăn ngăn xe công thành đừng để chúng dựa vào dựa vào lời còn chưa dứt, Hoàng Nhâm đã ngoẻo đầu sang bên trúc hơi thở cuối cùng, dù chết nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, trong đôi mắt lộ vẻ không cam lòng. Trên vọng tháp cao vút, mạnh hổ nhẹ nhàng vặn mình vương vai vài cái, xương sống thoáng chốc phát ra một tràng tiếng kêu răng rắc, ánh mắt vốn lạnh lùng đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, tự như một con hổ thành tinh đột nhiên ngửi thấy hơi thở con mồi, toàn thân thoáng chốc phát ra khí tức vô cùng nguy hiểm. Bỗng nhiên mạnh hổ quay đầu lại cười gằn, nói với đôn tử và báo tử đi thôi đến lượt liên đội mảnh hổ chúng ta trung quân của đế quốc minh nguyệt tư đồ duệ đứng thật thẳng trên chiến xa tây vịnh thành xe vẻ mặt vô cùng điềm đạm ung dung một viên đạn lửa từ trên trời rít lên rồi rơi xuống lửa cháy lan tràn ra thành một đám lớn cách tư đồ duệ rất gần nghiêm đỉnh đang đứng sau lưng tư đồ duệ giật mình kinh hãi vừa muốn gọi người đến bảo vệ tư đồ duệ mới phát hiện ra tư đồ duệ vẫn đứng vững vàng như núi an nhiên bất động tiếng kêu vừa lên đến miệng đã bị nghiêm đỉnh lập tức nuốt ngay xuống bụng nghiêm đỉnh mặc dù tư đồ duệ quay lưng về phía nghiêm đỉnh nhưng dường như thấy được bộ dạng lo lắng khiếp sợ của hắn không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt trầm giọng hỏi xe công thành và xe phá thành đã tới gần tường thành nhiều nhất sau thời gian một nén nhang quân của hai bên sẽ giáp lá cà với nhau, theo ngươi, quân của đế quốc Quang Huy có thể cầm cự được bao lâu? Nghiêm đỉnh đáp không cần suy nghĩ. Mặc dù bên trong thành Tây Lăng tụ họp hơn 3 vạn quân, nhưng trong đó hơn hai vạn là đội cảnh vệ được điều đến từ các phủ huyện, căn bản không thể nào chịu nổi một kích, số có lực chiến đấu thực sự cũng chỉ có hơn vạn tàn binh của sư đoàn số 4. Thế nhưng sư đoàn số 4 cũng vừa được gây dựng lại không lâu, lực chiến đấu cũng rất có hạn, theo như ti chức phỏng đoán trước khi trời tối có thể công vào trong thành mạnh hổ vừa đi xuống vòng tháp đã gặp phải ánh mắt đầy lo âu của triệu thanh hàm thân sắc triệu thanh hàm vô cùng nghiêm trọng hổ hoàng nhâm đã tử trận mạnh hổ gật đầu lạnh lùng ta đứng trên vòng tháp cũng đã thấy triệu thanh hàm lại nói còn có hạ khánh chu tiến và bạch hỷ đều cho người đến báo cửa bắc cửa nam và cửa đông đều bị giặc đế quốc minh nguyệt tổ chức tấn công mạnh mẽ vậy sao mạnh hổ cười lạnh không ngờ ngay cả tâm lý chiến đánh ba chừa một cũng không sử dụng vừa lên đã lập tức hợp vây bốn mặt tổng tấn công mãnh liệt tư đồ duệ cuối cùng cũng đã dốc hết vốn liếng ra rồi hư hư bất quá cũng không có gì là kỳ quái mấy chục vạn đại quân chinh chiến bên ngoài là một gánh nặng đối với tư đồ duệ tư đồ duệ gánh không nổi cho nên muốn tốc chiến tốc thắng triệu thanh hàm lộ vẻ ưu tư khẽ hỏi hổ chúng ta có thể thủ nổi không mạnh hổ lạnh lùng liếc nhìn triệu thanh hàm cất bước đi khỏi đi được chừng mười bước đột nhiên dừng lại không quay đầu lại nói ta đã nói chỉ cần có ta ở đây tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ ai xúc phạm tới nàng cũng không để cho người khác làm tổn thương tới dân chúng của hành tỉnh Tây Bộ. Giặc đế quốc Minh Nguyệt muốn phá thành ư. Đó chỉ là si tâm vọng tưởng. Đôn tử và báo tử theo sát sau lưng mạnh hổ không cần suy nghĩ quát theo. Đúng, chỉ là si tâm vọng tưởng. Ba ngày. Mạnh hổ mạnh mẽ đưa tay phải lên, giơ ra ba ngón tay, đằng đằng sát khí. Chỉ cần thủ được ba ngày, giặc đế quốc Minh Nguyệt sẽ mất hết nhuệ khí, tư đồ duệ cũng đánh mất lòng tin cuộc chiến công thành tây lăng sẽ bước vào giai đoạn giằng co đến lúc đó một vạn kỵ binh mang nhân đang lui tới tuần tra ở ngoài thành sẽ phát huy tác dụng mang tính quyết định dứt lời mạnh hổ không thèm để ý tới triệu thanh hàm nữa sải bước rời khỏi lấy mắt tiễn đưa bóng dáng hùng tráng của mạnh hổ đi xa triệu thanh hàm không khỏi nở một nụ cười ngọt ngào chuyện lo lắng trong lòng nạn giờ đây đã tan thành mây khói giọng nói vừa hùng hồn vừa tràn đầy tự tin của mạnh hổ trước khi đi làm cho Triệu Thanh Hạm cảm nhận được một sự an toàn điềm tĩnh chưa từng có. Triệu Thanh Hạm đột nhiên cảm thấy, có mạnh hổ bên cạnh mình, cảm giác này quả thật là quá tốt. Hơn 30 xe công thành rốt cục đã tiếp cận tường thành, cầu treo vốn nằm trên cao đang nặng nề hạ xuống, chỉ trong thoáng chốc, ba mươi mấy cái cầu treo ấy đã bắt ngang giữa xe công thành và đầu tường thành, cho phép bộ binh có thể xung phong trên ấy mấy trăm trọng binh tinh nhuệ đang chờ sẵn trong gian nhà nhỏ trên xe lập tức gào thét ào lên cầu treo, tiến thẳng về phía đầu thành Tây Lăng. Gần như cùng lúc đó, quân của đế quốc Minh Nguyệt Đông như kiến đã áp tới chân tường thành, trong tiếng rít gió sắc bén, hơn trăm cự nỏ gắn đã bắn móc câu bay lên đầu thành. Trong tiếng len ken liên miên không dứt, móc câu đã móc vững vàng vào đầu thành. Móc câu vừa mới móc chặt vào đầu thành, quân của đế quốc Minh Nguyệt bắt đầu điên cuồng kéo mạnh dây thừng thông qua trọng rọc gắn ở cuối móc câu kéo từng chiếc thang mây cao ngất dựng đứng lên. Chỉ trong nháy mắt, hơn trăm chiếc thang mây cao vút đã nặng nề tựa vào đầu thành, đám binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt chờ đợi đã lâu thét lên điên cuồng, nhanh chóng bám lấy thang mây leo lên. Xe phá thành có hình dáng khổng lồ cũng đã nhích gần tới cửa thành, hơn trăm tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt nắp trong xe ra sức kéo mạnh chạy phá thành to cỡ hai người ông về phía sau. Sau khi kéo đến cực hạn đồng thời buông tay cùng lúc, chạy phá thành nặng nề mang theo quán tính rất mạnh lao ngược lại, dưới tác dụng của quán tính nhắm cửa thành kiên cố lao vào thật mạnh. Một tiếng đùng thật lớn vang lên. Chỉ trong thoáng chốc, cửa thành bắt đầu rung rẩy kịch liệt, rất nhiều đá vụn bụi đất từ trên cửa thành rơi ào ào xuống đất. Cuộc chiến lấy mạng đổi mạng thảm thiết nhất, tàn khốc nhất rốt cục đã bắt đầu. Mạnh hổ đạp một chân lên đầu thành, trường thương đen nhánh trong tay rung nhẹ thoáng chốc phát ra một tràng âm thanh như lông ngâm một luồng ánh sáng mặt trời xuyên thấu tầng mây chiếu thẳng vào cán thương lạnh lẽo, thoáng chốc phản xạ lại từng tia sáng chói mắt. Đột nhiên, trường thương trong tay mạnh hổ chỉ thẳng về phía trước, đôn tử, báo tử phía sau thét lớn, nhanh như cơn lốc xông thẳng về phía đám trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt vừa mới từ trong xe công thành tiến ra. Tiếng gào thét liên miên không dứt từ phía sau đôn tử và báo tử vang lên, hơn ngàn tên lão binh của liên đội mạnh hổ giống như bầy sói săn mồi, ào ào xông tới. Đông tử hét lớn một tiếng, thân hình bọc trong giáp sắt của hắn tự như một con tê giác nặng nề đụng mạnh vào một tên trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt. Đáng thương cho tên trọng trang bộ binh này vừa mới nhảy xuống cầu treo đã đột ngột bị đụng cho vỡ ngực, chết thảm ngay tại chỗ. Đông tử mới ngày đầu tiên nhập ngũ đã dám khiêu chiến cùng mạnh hổ, lại theo bên cạnh mạnh hổ học được mấy tháng võ nghệ, bọn tiểu tốt của đế quốc Minh Nguyệt này sao thể ngăn cản hắn lại có hai tên trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt từ trên cầu treo nhảy xuống, chiến đao trong tay hung hãn vung lên chém vào vai đôn tử, phát ra hai tiếng len ken trong trẻo. Đôn tử đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng thoáng chốc bao trùm lấy hai tên trọng trang bộ binh nọ, trong nháy mắt, bàn tay to như chiếc quạt của đôn tử đã xòe ra, chụp thẳng vào đầu hai tên rồi dùng sức đập mạnh một cái, chỉ nghe bóp một tiếng, đầu hai tên trọng trang bộ binh liền vỡ vụn như hai trái dưa hấu. Đôn tử hét to một tiếng, bước lên hai bước ông lấy đầu cầu treo đang gác trên lỗ châu mai dùng sức nhất mạnh một cái. Cầu treo nặng mấy trăm cân nhất thời bị hắn lật tung lên, mười mấy tên trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt đang chen chúc trên cầu treo lập tức trợt chân, mang theo tiếng kêu thê lương từ trên cao quay cuồng rơi xuống, thoáng chốc đã biến mất trong đám quân đông đúc của đế quốc Minh Nguyệt. Thấy đôn tử đại phát thần uy đột ngột phá hủy được một chiếc xe công thành, mạnh hổ không khỏi nở nụ cười hài lòng tiếng kêu trên thảm thiết từ bên trái truyền đến, mạnh hổ đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy báo tử đang dương cung lắp tên, thoáng chốc đã bắn trúng một tên tướng lĩnh của đế quốc Minh Nguyệt vừa mới theo thang mây leo lên đầu thành. Tên tướng lĩnh kia kêu lên một tiếng thê lương, hai tay ông lấy mắt trái trúng tên, lộn một vòng rơi khỏi đầu thành, hiển nhiên không thể nào sống nổi. Bóng người chợt lóe, lại có hai tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt gào thét nhảy lên đầu thành. Báo tử lại bắn ra hai mũi tên, hai tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt chưa kịp xuất ra chiến đao trong tay đã trúng tên vào cổ, phơi thay tại chỗ. Đám tráng đinh phía sau lỗ châu mai rốt cục đã phục hồi tinh thần, hưng phấn ông lên một khối đá lăn thật lớn cùng với một khối gỗ hung hăng đẩy xuống dưới thành. Tiếng gào thê thảm liên miên không dứt từ ngoài thành truyền vào. Hiển nhiên, đám binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt đang chen chúc ngoài thành đã nếm mùi đau khổ dày vò. Quay đầu lại, một chảo dầu to đập vào mắt mạnh hổ, dầu trong chảo đã sôi sùng sục, đang bốc hơi cuồn cuồn. Trong mắt mạnh hổ lộ ra vẻ cùng bạo hệt như giả thú, nhếch miệng cười gằn. Đám nhóc con này, hãy cho đám nhóc con đế quốc Minh Nguyệt nếm mùi thịt nướng đi nào, người đâu, mau đem chảo dầu kia tưới xuống, ha ha ha, tưới xuống đi. Lập tức đám lão binh của liên đội mạnh hổ gù lên, dùng mấy lớp bao bố phủ dọc theo miệng chảo, vài tên hợp lực khiên đến cạnh lỗ châu mai sau đó cùng lúc ra sức tưới chảo dầu đang sôi sùng sục xuống dưới chân thành. Bọn binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt đang leo trên thang mây và đang chen chúc dưới chân thành bị dầu sôi tưới lên, thoáng chốc gào lên vô cùng thảm thiết. Lửa, mau đốt lửa. Ánh mắt mạnh hổ càng cuồng bạo hơn trước, lớn tiếng cười hung hãn. Đốt chết bọn chó này đi, ha ha ha. Hai tên lão binh mỗi tên chạy đến đóng lửa gần nhất lấy một cây đuốc, ném xuống dưới thành trong nháy mắt ánh đỏ chớp ngời ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên chỉ trong thoáng chốc phủ trùng bọn binh sĩ của đế quốc minh nguyệt đang chen chúc hỗn loạn dưới chân thành trong biển lửa bừng bừng mấy chục tên binh sĩ của đế quốc minh nguyệt đang dãy dụ kêu la trong không khí thoáng chốc ngập tràn mùi thịt khét ha 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 đùng mạnh hổ đang cười lớn với vẻ đắc ý đột nhiên bên tai vang lên một thanh âm va chạm trầm hùng sau đó chân tường thành bắt đầu run rẩy kịch liệt hắn vội quay đầu nhìn lại một tên lão binh đã vội vã chạy tới trước mặt, lộ vẻ buồn bã nói. Tướng quân, cửa thành sắp sửa không chịu được nữa rồi, xe phá thành của quân đế quốc Minh Nguyệt quá lợi hại. Vậy sao? Mạnh hổ cười dễu cợt, quay đầu lại hét lớn với mấy trăm tên lão binh đang đứng nghiêm phía sau. Đi, đi theo ta. Mấy trăm tên lão binh ầm ầm đáp lời, ào ào như bầy sói theo sau mạnh hổ tới đầu thành nằm ngay phía trên cửa thành. Đứng trên đầu thành nhìn xuống, chỉ thấy một chiếc xe phá thành khổng lồ đang nằm trước cửa thành toàn bộ thân xe phá thành được đóng bằng gỗ thô cứng chắc trên nóc và hai bên đều được bao phủ một lớp sắt dày ngoài lớp sắt được phủ thêm một lớp da trâu sống có thể nói là đau thương không thể phá lại không thấm nước theo tiếng kèn hiệu có tiết tấu nghiêm ngặt cửa thành dưới chân mạnh hổ đang phải chịu lực đánh rất mạnh mẽ nhìn đầu thành đang run rẩy như vậy là có thể đoán được lực công kích của chày phá thành đánh vào cửa thành mạnh mẽ đến mức nào nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, cửa thành chỉ còn có thể chịu đựng được tối đa thời gian ăn một bữa cơm sẽ bị phá vỡ. hư hư, chỉ bằng vào thứ này cũng muốn phá cửa thành sao? vậy thì quá ngây thơ rồi. mạnh hổ cười gần hai tiếng, trên mặt lộ ra sát cơ lạnh lẽo, quay đầu lại ra lệnh. ngươi mang theo một đội vận chuyển củi đến đây, lấy thêm chút cỏ khô. ngươi đem dầu hỏa đằng kia lại đây, càng nhiều càng tốt, còn ngươi lập tức chuẩn bị đuốc càng nhiều càng tốt, nhanh lên. Mấy trăm tên lão binh bắt đầu chia nhau hành động thật nhanh. Đám tráng đinh cũng bắt đầu bận rộn. Rất nhanh trong không khí đã ngập tràn mùi dầu hỏa nồng nặc khó ngửi, không được rồi. Một tên tướng lĩnh của đế quốc Minh Nguyệt trong xe kêu to. Quân địch muốn dùng hỏa công, lập tức lui lại. Vù vù vù. Đã không còn kịp nữa, tên tướng của đế quốc Minh Nguyệt vừa dứt lời, hàng chục hàng trăm cây đuốc đã từ trên đầu thành bay xuống, củi khô và cỏ khô thấm đầy dầu hỏa liền bén lửa bùng lên ngay lập tức. Chỉ trong thoáng chốc, lửa cháy bừng bừng mang theo khói đen cuồn cuộn đã hoàn toàn nuốt chửng cả xe phá thành, trong xe gần như bít kín vang lên tiếng ho sặc sụa liên miên không dứt. Trong tiếng ho sặc sụa, rốt cục có tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt không chịu được sức nóng và khói đen mù mịt cùng một lúc, từ trong xe kinh hoảng chạy ra ngoài, chỉ thoáng chốc đã bị ngọn lửa bao trùm, đám binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt ở bốn phía ngoài xe cũng không tránh khỏi tai ương, mấy trăm tên vùi thay trong biển lửa. Ha ha ha! Thấy đám binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt dãy dụ kêu trên trong biển lửa, mạnh hổ cảm thấy trong lòng vô cùng thống khoái, ngửa mặt lên trời cười lớn. Đám nhóc con này, tới nữa đi, tới nhanh nhanh đi, ha ha ha! O không o! Trung quân của đế quốc Minh Nguyệt Kịch chiến đã dằn có gần cả ngày trời, nhưng thủy chung quân của đế quốc minh nguyệt không có cách nào công vào trong thành có nhiều lần quân của đế quốc minh nguyệt cũng đã đem đại kỳ minh nguyệt cắm trên đầu thành thế nhưng rất nhanh bọn chúng đã bị quân của đế quốc quang huy phản kích đánh cho bật khỏi đầu thành sự chống cự của đế quốc quang huy kiên cường hơn xa sự tưởng tượng của tư đồ duệ mặc dù kịch chiến đã dằn có cả ngày nhưng nhìn qua lực phản kích của quân phòng thủ chưa có dấu hiệu gì giảm sút tư đồ duệ thậm chí còn có một cảm giác không yên dường như lực phản kích của quân phòng thủ ngày càng trở nên sắc bén. Đến khi chiếc xe phá thành thứ ba tiến lên công kích cửa thành đã bị chôn vùi trong biển lửa, lại thấy hơn trăm tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt dãy dụ trên la trong biển lửa, mặt tư đồ duệ co giật liên tục, toàn thân không nhìn được bước lên phía trước hai bước, dường như muốn nhìn xem rốt cục là ai đã phá hủy vũ khí công thành sắc bén của hắn. Âm âm Đột nhiên hai âm thanh thật lớn vang lên hấp dẫn sự chú ý của tư đồ duệ, hắn vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai chiếc xe công thành cao vút đã âm âm sụp đổ. Một chiếc trong đó vừa ngã xuống đã chạm vào một chiếc khác kế bên. Sau đó cả hai cùng vỡ tung ra thành nhiều mảnh. Gỗ vụn tung bay đầy trời, hàng trăm tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt trong xe công thành người chết kẻ bị thương đang dãy dụ kêu la. Xe công thành. Nghiêm đỉnh cũng bước lên phía trước hai bước, rung giọng nói. Xe công thành của chúng ta. Rắc, 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 ầm. Nghiêm đỉnh vừa dứt lời, chiếc xe công thành cuối cùng chậm rãi nghiêng qua một bên, sau đó ầm ầm ngã xuống. Đến giờ phút này, ba mươi mấy chiếc xe công thành của quân đế quốc Minh Nguyệt đã bị quân phòng thủ phá hủy hoàn toàn. Khi chiếc xe công thành cuối cùng ngã xuống, quân của đế quốc quan huy trên đầu thành cất tiếng hoang hô vang trời dậy đất. Tinh thần phấn khích hẳn lên. Sau khi kịch chiến cả ngày trời, trả giá vô cùng thê thảm, quân của đế quốc quan huy rốt cục đã phá hủy vũ khí công thành sắc bén nhất của quân đế quốc minh nguyệt đến giờ phút này thế công ngày đầu tiên của quân đế quốc minh nguyệt đã hoàn toàn tan rã nếu như còn đánh tiếp ngoại trừ tăng thêm thương vong vô ích không còn gặt hái được thêm ích lợi gì nữa cả Mặt tư đồ duệ giật giật liên hồi hạ lệnh cho nghiêm đỉnh với một giọng vô cùng chua chát truyền lệnh toàn quân rút về phía sau ngừng tiến công tiếng kèn hiệu lạnh lóc thoáng chốc vang dội trời không nghe thấy hiệu kèn lui binh, đám binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt đang chen chúc dưới thành vốn đã không còn lòng dạ nào ham chiến, vội vã xoay người lại rút lui, chỉ trong chốc lát giống như nước thủy triều rút lui về trận của mình. Thấy vậy, quân của đế quốc Quang Huy trên đầu thành cất tiếng hoang hô vang trời dậy đất. Không cần biết là lão binh của sư đoàn số 4, hay các đội cảnh vệ đều tới từ các phủ huyện, hay những tráng đinh mới ra trận lần đầu, tất cả đều múa lên những gì mình đang cầm trong tay, cả bọn gào thét như điên như cuồng lại có nhiều người khóc nức lên nước mắt tuôn trào như thác đổ xa xa ở phủ tổng đốc giữa thành triệu thanh hàm xiêm y tha thước đứng thẳng trên đài cao nhìn thấy bọn tướng sĩ trên đầu thành hoang hô như trẻ nít bên tai vang tiếng thét gào như núi lỡ sóng gầm trên khuôn mặt kiều diễm của triệu thanh hàm không khỏi dần dần nở một nụ cười rạng rỡ đột nhiên trước mắt triệu thanh hàm hiện lên hình bóng cao to hùng tráng của mạnh hổ bên tai lại vang lên thanh âm hùng hồn chắc nịch của hắn chỉ cần có ta ở đây, bất cứ kẻ nào cũng không thể làm cho nàng thương tổn. O không o. Ban đêm, đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt. Tư đồ duệ hai tay chấp sau lưng đứng ngay ngẩn nhìn bầu trời đêm bên ngoài lều. Mười mấy tên sư đoàn trưởng đã tụ tập trong lều lớn. Cả bọn đứng nghiêm hai bên, không dám thở mạnh tiếng nào, không khí trong lều bị đè nén đến một ngạt, hiển nhiên, thế công lúc ban ngày bị chặn đứng làm cho bọn chúng ai nấy đều cảm thấy trong lòng nặng nề khinh địch rồi. Sau một hồi lâu, tư đồ duệ mới bùi ngùi thở dài một tiếng. Là bản tổng đốc khinh địch, không ngờ tới việc tiểu nha đầu triệu thanh hàm lại có thể phát động bọn tráng đinh trong thành hợp lực thủ thành. Càng không ngờ hơn nữa, bọn tráng đinh này thậm chí anh dũng đến mức đó, thực sự đã nằm ngoài dự liệu của bản tổng đốc. Nghiêm đỉnh thấp giọng nói. Tổng đốc đại nhân, 89 phần 10 là do tên mạnh hổ kia dở trò quỷ, mạnh hổ sao? Tư đồ duệ thì thào, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng chưa từng có. Người nói đúng. Việc phát động tráng đinh tham gia thủ thành 89 phần 10 là chủ ý của mạnh hổ. Chỉ bất quá không biết tên này rốt cục đã dùng phương pháp gì, lại làm cho tráng đinh trong thành trở nên anh dũng đến mức không ngờ. Dưới thế công như nước thủy triều của quân ta, không ngờ lại có thể thà chết không lùi, thật là không thể tin được, không thể nào tin được. Tư đồ duệ mặc dù là người thiện chiến, thân trải trăm trận nhưng dù sao cũng là tầng lớp quyền quý ở thế giới trung thổ hiểu biết đối với sức mạnh của dân chúng còn kém xa so với mạnh hổ là người xuyên qua thời không ở thế giới này chỉ mình mạnh hổ có thể hiểu được dân chúng vì muốn bảo vệ quê hương nhà cửa của mình sẽ bộc phát ra lực lượng kinh người chuyện mạnh hổ cần phải làm chỉ đơn giản là đánh thức luồng lực lượng ấy mà thôi dĩ nhiên việc đánh thức luồng lực lượng này cũng có sự nguy hiểm lực lượng của dân chúng một khi được đánh thức trật tự cố hữu tất nhiên sẽ bị khiêu chiến đây cũng chính là nguyên nhân mà các đại đế quốc ở thế giới trung thổ cố gắng ngăn cấm việc đánh thức lực lượng của dân chúng nhưng về phương diện này thì mạnh hổ không hề e ngại vốn hắn muốn khiêu chiến trật tự cố hữu tư đồ duệ còn đang nói một tên tham mưu bước vội vào lều ghé tai nghiêm đỉnh thì thầm vài câu sắc mặt nghiêm đỉnh lộ vẻ buồn rầu bẩm báo với tư đồ duệ tổng đốc đại nhân đã tổng kết xong kết quả thương vong trận ác chiến hôm nay quân ta thương vong khoảng chừng hai vạn 7 ngàn, trong đó hơn 8 ngàn tử trận, hơn 3 ngàn bị thương nặng, nếu như không cứu chữa kịp thời chỉ sợ. Trong lều thoáng chốc vang lên tiếng hít thở sao động, mười mấy tên sư đoàn trưởng đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt đại biến, hiển nhiên bọn chúng không ngờ rằng thương vong nặng nề đến mức như vậy. Phải biết rằng đám binh lính thương vong đều là quân tinh nhuệ của đế quốc Minh Nguyệt, theo tốc độ thương vong như hôm nay, trong 10 ngày tới, 30 vạn đại quân ngoài thành Tây Lăng sẽ hoàn toàn tan rã lực chiến đấu. Sắc mặt tư đồ duệ thoáng chốc cũng trở nên cực kỳ âm trầm, một hồi lâu sau mới buồn bực hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Chỉ sợ thương vong của đế quốc Quang Huy so với chúng ta còn nặng nề hơn. O không o. Tư đồ duệ nói không sai, thương vong của quân đế quốc Quang Huy quả thật nặng nề hơn quân của đế quốc Minh Nguyệt rất nhiều. Mặc dù họ là bên thủ thành, có thể dựa vào thành trì kiên cố mà chống đỡ, nhưng phần lớn tham chiến lại là tráng đinh chưa được qua khóa huấn luyện quân sự nào, chưa kể đội cảnh vệ chưa từng bước ra chiến trường. Sau một ngày kịch chiến, quân của đế quốc Quang Huy thương vong rất kinh người, đội cảnh vệ hai vạn thương vong hơn phân nửa. Thương vong của Tráng Đinh thậm chí không thể nào tiến hành thống kê cho chính xác. Chỉ đến khi tập trung tất cả Tráng Đinh về quảng trường Tây Lăng một lần nữa, lúc ấy Mạnh Hổ mới ước lượng được con số thương vong ít nhất phải là một phần ba, nghĩa là gần 3 vạn người. Nói cách khác, sau trận chiến ngày thứ nhất, con số thương vong của quân phòng thủ đế quốc Quang Huy là gần 5 vạn người, gần như gấp đôi thương vong của đế quốc Minh Nguyệt. Điều may mắn duy nhất là hơn một vạn quân chính quy của sư đoàn số 4 thương vong rất ít. Chuyện này có liên quan đến chiến lược thủ thành của Mạnh Hổ, Mạnh Hổ dùng chiến thuật biển người cực kỳ tàn khốc để thủ thành, đem bọn tráng đinh chưa từng được huấn luyện và đội cảnh vệ chưa từng ra chiến trường đẩy lên tuyến đầu. Mạnh hổ muốn lợi dụng bọn họ để tiêu hao nhuệ khí của quân đế quốc Minh Nguyệt. Chỉ khi nào xuất hiện lỗ hổng, lúc đó quân chính quy của sư đoàn số 4 mới tiến lên để lắp vào. Mặc dù làm như vậy sẽ khiến cho thương vong của quân phòng thủ tăng lên, nhưng lại có hai điểm có lợi. Một là có thể bảo trì lực lượng phòng ngự tinh nhuệ đến mức tối đa, hai là có thể làm cho tráng đinh và đội cảnh vệ trong thời gian ngắn nhất học được kinh nghiệm mạnh còn yếu mất vô cùng tàn khốc người yếu đương nhiên sẽ tử trận rất nhiều những người mạnh còn lại sẽ nhanh chóng trưởng thành trở nên binh lính chân chính trước sau mạnh hổ vẫn tin rằng thực chiến mới là thủ đoạn luyện binh nhanh nhất và hiệu quả nhất sự thật chứng minh chiến lược thủ thành của mạnh hổ đã tương đối thành công đến ngày thứ hai thương vong của tráng đinh và đội cảnh vệ đã giảm bớt đến ngày thứ ba thương vong của tráng đinh và đội cảnh vệ mặc dù không giảm bao nhiêu nhưng gần như đã không cần đến quân chính quy của sư đoàn số 4 lấp vào chỗ trống, bằng lực lượng của bọn họ đã có thể bảo vệ cho bốn phía tường thành. Sau 3 ngày kịch chiến, đội cảnh vệ hai vạn người chỉ còn lại không tới 5 ngàn, 10 vạn tráng đinh chỉ còn một nửa năm vạn người. Thế nhưng những người sống sót đều là tinh hoa của tráng đinh và đội cảnh vệ. Càng hiếm có hơn nữa, đám may mắn sống sót này đã trải qua 3 ngày kịch chiến cực kỳ thảm thiết, bọn họ đã gặp qua tràn cảnh tanh máu nhất, đã trải qua sự dết chóc tàn khốc nhất từ trước tới nay dưới sự tiến công mãnh liệt của quân đế quốc minh nguyệt bọn họ đã có thể vững như bàn thạch an nhiên bất động đây là phẩm chất tuyệt vời mà chỉ có lão binh thân trải trăm trận mới có thể rèn luyện được dĩ nhiên nếu như tư độ duệ bất chấp tất cả tiếp tục tấn công mạnh mẽ thành tây lăng sớm muộn gì cũng sẽ bị công phá nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm cự được tối đa nửa tháng nữa mà thôi nhưng nếu như vậy đế quốc minh nguyệt cũng phải trả một cái giá đắt cực kỳ mạnh hổ tuyệt đối không nghĩ rằng tư đồ duệ chỉ vì mỗi một thành tây lăng mà dốc hết vốn liếng của hắn nguyên nhân rất đơn giản đế quốc minh nguyệt nếu muốn gồm thâu hành tỉnh tây bộ thì không thể nào dốc hết vốn liếng được còn phải giữ lại lực lượng phòng thủ nếu như tấn công tây lăng mà tổn thất quá nặng nề làm sao có thể ngăn cản được sự phản kích của đế quốc quan huy o không o quân doanh ở phía tây thành hành dinh của mạnh hổ Mạnh Hổ đang triệu tập bọn quan quân như Hạ Khánh, Chu Tiến, Bạch Hỷ, Chiến Ưng, Đôn Tử. Nghị sự Liên đội kỵ binh của Chiến Ưng vốn trực thuộc quân đoàn Tây Bộ, thế nhưng bây giờ đã bị Triệu Thanh Hàm tạm thời biên chế vào sư đoàn số 4. Số người may mắn được tham dự còn có chủ tế Tây Bộ La Đạo Nam cùng với một số thân hào có thân phận hiển hách ở Tây Bộ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ ngoài hành dinh vang lên, thoáng chốc hấp dẫn ánh mắt của mọi người bóng hồng chợt thoáng triệu thanh hạm tha thước xiêm y từ ngoài cửa bước vào dung nhang của nàng dường như có vẻ hao gầy đôi mắt tròn xinh đẹp mở to khác hẳn mọi ngày ánh mắt long lanh rung động lòng người lại thêm tấm thân uyển chuyển mềm mại không khỏi làm người ta phải kinh tâm động phách bọn hà khánh không nhìn được phải nhìn đi chỗ khác không dám nhìn thêm lần nào nữa chỉ sợ không kềm chế được bản thân mà xảy ra thất thố ánh mắt chiến ưng vẫn tự nhiên như thường bởi vì hắn từ nhỏ tới lớn đều ở phủ tổng đốc thế nhưng không phải là thanh mai trúc mã với triệu thanh hàm vẫn bị nàng khinh thường không ít cho nên hắn đã được miễn dịch với sắc đẹp của triệu thanh hàm huống chi hắn vẫn biết triệu thanh hàm là một trong tam chi hoa của đế đô cũng không phải người như hắn có thể đem lòng thương nhớ nghĩ tới đây chiến ưng không khỏi quay sang liếc nhìn mạnh hổ mạnh hổ đang nhìn thẳng vào đôi mắt mê người của triệu thanh hàm ngược lại Triệu Thanh Hàm có vẻ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Mạnh Hổ. Thấy đầu nàng cúi thấp, ra vẻ điềm đạm nhu mì, Mạnh Hổ không khỏi nở nụ cười, Chiến ưng không nhìn được lập tức cau mày, nhìn về phía Mạnh Hổ ánh mắt đầy vẻ ghen tị, nhưng cũng pha chút lo lắng, không biết hắn lo lắng những gì. Đợi cho Triệu Thanh Hàm đi tới bên cạnh ngồi xuống, Mạnh Hổ mới lạnh nhạt nói. Nếu quân đoàn trưởng đại nhân đã tới, vậy bây giờ bắt đầu nghị sự được rồi. Bọn La Đạo Nam không khỏi ngạc nhiên, trải qua ba ngày kịch chiến, bọn họ nhìn cũng đã hiểu được, người chủ trì hội nghị quân sự hôm nay đương nhiên là Mạnh Hổ, thế nhưng lời mở đầu tự hồ phải là Triệu Thanh Hàm nói mới đúng chứ. Dù sao Triệu Thanh Hàm cũng là quân đoàn trưởng của quân đoàn Tây Bộ, ít ra Mạnh Hổ cũng phải giữ thể diện cho nàng mới đúng. Thế nhưng rất nhanh, bọn La Đạo Nam càng kinh ngạc hơn, bởi vì Triệu Thanh Hàm đối với chuyện lấn quyền của Mạnh Hổ cũng không hề lộ vẻ gì bất mãn ngược lại bọn họ còn phát hiện trên mặt nàng một nụ cười khe khẽ mạnh hổ nói tiếp trải qua ba ngày kịch chiến giặc đế quốc minh nguyệt đã mất đi nhuệ khí muốn công hãm tây lăng trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể được nếu không có gì bất ngờ ngày mai giặc đế quốc minh nguyệt sẽ tạm ngừng cường công chuyển sang cách khác trận chiến tấn công và phòng thủ tây lăng cũng sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai cuộc chiến giằng co trên mặt la đạo nam cùng với bọn thân hào đều lộ vẻ khó coi ba ngày trước bọn chúng vẫn kiên trì đòi rút khỏi tây lăng cho rằng chỉ dựa vào hơn vạn tàn binh trong thành tuyệt đối không thể phòng thủ lúc ấy chỉ có mình mạnh hổ ra sức phản đối kiên trì cho rằng chỉ cần ngăn trở sự tấn công mạnh mẽ của đế quốc minh nguyệt trong vòng ba ngày trận chiến tấn công phòng thủ tây lăng sẽ bước sang giai đoạn giằng co bây giờ chiến sự đã phát triển theo đúng lời mạnh hổ bọn La Đạo Nam cảm thấy khó xử hơn là vui mừng. Lại nói, bọn La Đạo Nam đương nhiên không muốn buông bỏ Tây Lăng, bởi vì quyền lực và tài sản của bọn chúng đều ở hành tỉnh Tây Bộ. Nếu như Tây Lăng thất thủ, hành tỉnh Tây Bộ trầm luân, bọn chúng sẽ mất đi gần như tất cả tài sản, địa vị trong đế quốc cũng sẽ rơi xuống vực sâu vạn trường, từ hiển hách quyền quý biến thành những tên quý tộc phá sản phải lưu vong ở đế đô. Bây giờ cục diện đã cải biến, La Đạo Nam hiểu rằng cần làm một cái gì đó để cải thiện mối quan hệ với Mạnh Hổ. Vì vậy, lúc Mạnh Hổ vừa dứt lời, La Đạo Nam chủ động bước ra khỏi hàng, nói. Chư vị, lần này đại quân của đế quốc Minh Nguyệt áp sát thành Tây Lăng, quân ta có thể ngăn cản được quân giặc tấn công mãnh liệt trong ba ngày, công của tướng quân Mạnh Hổ quả thật không nhỏ. Bản chủ tế sẽ kiến nghị với Hoàng đế Bệ Hạ, tứ phong cho tướng quân Mạnh Hổ huân chương đế quốc hạng nhất, để biểu dương thành tích của tướng quân. Sau khi la đạo nam vừa nói xong, đám thân hào phía sau vội và cất tiếng phụ họa. Mặc dù trong lòng bọn chúng vốn xem thường mạnh hổ là một tướng quân không có dòng máu quý tộc, thế nhưng lúc này thành Tây Lăng vẫn đang trong vòng vây trùng trùng điệp điệp của mấy chục vạn quân đế quốc Minh Nguyệt, bọn chúng vẫn phải cần mạnh hổ thủ thành, đương nhiên sẽ không tiếc vài câu chót lưỡi đầu môi. Đa tạ chủ tế đại nhân. Mạnh hổ cười nhạt, nói tiếp. Thế nhưng bây giờ nói chuyện này hãy còn quá sớm, lúc này thế cục vẫn còn hung hiểm, giặc đế quốc Minh Nguyệt tạm ngừng cường công không có nghĩa là bọn chúng sẽ lui binh. Từ đây về sau, tư đồ duệ ác sẽ nghĩ mọi biện pháp để đối phó chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể coi thường. Bản chủ tế rất có lòng tin ở tướng quân Mạnh Hổ. La Đạo Nam vừa nói vừa hoa chân múa tay, điệu bộ cực kỳ vô sĩ. Bản chủ tế tin tưởng tướng quân Mạnh Hổ nhất định sẽ đập nát giả tâm của tư đồ duệ, trục xuất bọn giặc đế quốc Minh Nguyệt vừa giả mang vừa vô sĩ trở về phía Tây Thanh Vân Sơn. Đúng đúng đúng, tướng quân Mạnh Hổ nhất định sẽ không làm chúng ta thất vọng. Tướng quân Mạnh Hổ dụng binh như thần, lão thất phu tư đồ duệ căn bản không phải là đối thủ. Bản tước đã từng nói, chỉ cần có tướng quân Mạnh Hổ ở đây. Thành Tây Lăng tuyệt đối sẽ không có việc gì, các ngươi thấy không, bản tước nói có sai đâu. Một đám thân hào hiển hách bắt đầu tân bốc mạnh hổ hết sức vô sĩ nếu như lúc thường bọn chúng gặp mạnh hổ chỉ sợ không thèm liếc qua một cái thế nhưng bây giờ bọn chúng kẻ tung người hứng không biết ngượng chút nào rất đơn giản vận mệnh của bọn chúng đang nằm trong tay mạnh hổ cho nên lúc này nhất định không thể đắc tội với mạnh hổ mạnh hổ nở nụ cười dễu cợt không thèm để ý tới bọn thân hào kia nữa ánh mắt nhìn sang triệu thanh hàm quân đoàn trưởng đại nhân nếu không có gì bất ngờ xảy ra tư đồ duệ sẽ dùng chiến thuật đào địa đạo để công thành từ bên ngoài thành đào một hoặc nhiều địa đạo thông đến chân tường thành thông qua việc đào rỗng móng khiến cho tường thành sụp đổ đào địa đạo công thành đào sập tường thành bọn tướng sĩ hạ khánh đưa mắt nhìn nhau nếu như quả thật tư đồ duệ làm như vậy đúng là một chuyện cực kỳ khó đối phó la đạo nam biến sắc vội la lên tướng quân mạnh hổ nếu thật sự quân địch đào đất công thành chúng ta phải làm sao đây mạnh hổ mỉm cười chế giễu. Đào địa đạo để công thành là một công trình khổng lồ. Ít nhất cũng phải hai tháng. Tuy nhiên quân giặc đế quốc Minh Nguyệt thiếu thốn lương thực, nếu muốn công thành hai tháng, tư đồ duệ phải phái binh vận chuyển lương thực từ Tam Giang tới đây. Ngừng một chút, mạnh hổ lộ ra vẻ mặt hung dữ, gằn giọng nói. Chuyện ấy sẽ tạo cơ hội cho quân ta, gần vạn kỵ binh mang nhân đang tới lui tuần tra ở vùng bình nguyên tam giang sẽ để lại cho tư đồ duệ ký ức thống khổ vĩnh viễn không bao giờ quên được o không o ngoài thành tây lăng đại doanh của đế quốc minh nguyệt yến trường không tần khởi và mười mấy tên sư đoàn trưởng và các tham mưu trưởng đã tụ tập ở đại doanh của tư đồ duệ trong đại doanh sáng sủi nhưng yên tĩnh đến mức kim rớt cũng có thể nghe mười mấy tên sư đoàn trưởng và tham mưu trưởng đều cúi đầu ánh mắt uể oải không khí trong đại doanh hơi có vẻ ngột ngạt. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, nghiêm đỉnh theo sau tư đồ duệ chậm rãi bước vào đại doanh. Thấy các tướng sĩ trong lều ai nấy đều mang bộ dạng quể oải, ánh mắt tư đồ duệ đột nhiên hòa hoãn trở lại, lạnh nhạt nói. Các ngươi làm sao vậy? Vì sao cả bọn mặt mày buồn thảm như thế? Thành Tây Lăng chính là thủ phủ hành tỉnh Tây Bộ của đế quốc Quang Huy, gia tộc họ Triệu đã kinh doanh ở đó mấy trăm năm qua, công cuộc phòng thủ trong thành vô cùng kiên cố đâu thể dễ dàng công hãm như vậy nghiêm đỉnh theo sát phía sau tư đồ duệ không khỏi lộ vẻ trầm tư thầm nghĩ đây chính là chỗ hơn người của tư đồ duệ nếu là một chủ soái bình thường lúc này làm sao có thể trầm tĩnh được như vậy chỉ sợ đã mắng té tát mười mấy tên sư đoàn trưởng kia thế nhưng tư đồ duệ không làm như vậy hắn chẳng những không trách móc thủ hạ của mình ngược lại còn chủ động giải vây cho bọn chúng đây chính là chỗ cao minh trong việc cầm quân dùng người của hắn yến trường không lộ vẻ xấu hổ lập tức quỳ rạp xuống đất phấn khích nói tổng đốc đại nhân ngày mai ti chức sẽ dẫn đội cận vệ ra trận cho dù chết cũng phải chiếm được thành tây lăng cho đại nhân không tư đồ duệ khoát tay nghiêm giọng bắt đầu ngày mai việc cường công tây lăng tạm thời ngưng lại a à. cái gì tạm ngừng cường công các tướng sĩ trong lều không khỏi đưa mắt nhìn nhau nghiêm đỉnh bắt chước giọng điệu của tư đồ duệ chư vị tướng quân địch nhân chống cự rất ngoan cường trải qua ba ngày kịch chiến vẫn chưa phá được thành ngược lại quân ta đã thương vong hơn năm vạn người nếu như tiếp tục cường công thương vong có thể gia tăng nặng nề hơn nữa cho dù cuối cùng có thể chiếm được tây lăng đến lúc đó lấy đâu ra lực lượng ngăn cản sự phản công của đế quốc quan huy yến trường không nói với vẻ bực tức chẳng lẽ cứ vậy mà lui binh thật không cam lòng lui binh đôi mắt của tư đồ duệ đột nhiên lóe lên sáng rực gằn giọng nói bản tổng đốc nói lui binh lúc nào tướng quân trường không bỏ chiến lược cường công không phải là không tấn công nữa đánh trận có rất nhiều cách đánh công thành cũng có rất nhiều chiến lược dùng ưu thế tuyệt đối về binh lực phát động cường công cố nhiên là biện pháp đơn giản nhất và nhanh chóng nhất nhưng không phải là biện pháp hữu hiệu nhất Yến Trường không thản thốt. Ý của Tổng đốc Đại Nhân là đào địa đạo công thành. Tư đồ duệ trầm giọng. Mặc dù có hao tốn thời gian, nhưng vẫn còn kịp.